chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm tin 24/7 của Văn Giang Online số 208 từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 1 gồm có những tin chính như sau. Lãnh đạo tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Lãnh đạo tỉnh thăm chúc Tết các cơ quan doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các cơ sở tôn giáo dân tộc và các gia đình chính sách. Họp mặt báo chí Xuân Canh Tý 2020. Khai trương cửa hàng tiện ích công đoàn. Thị xã Tân Châu kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận quyết định công nhận trở thành đô thị loại 3. Lễ hội Xuân Hồng năm 2020 tại thành phố Long Xuyên. Tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong tuần, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trang trọng tổ chức lễ dân qua dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm của những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, các đại biểu đã đặt lãng hoa lên đài tưởng niệm, dành một phút mặc niệm và thắp hương tại phần mộ để tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hòa bình hạnh phúc của nhân dân. Để xứng đáng với sự hy sinh cao quý của các anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang nguyện đồng lòng phát huy trí tuệ, cùng nhau nỗ lực phấn đấu đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, quyết tâm xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Trong tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm 2019, An Giang có mức tăng trưởng GRDP đạt 7,02%, thực hiện đạt và vượt 13 trên 13 chỉ tiêu nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó có 8 chỉ tiêu đạt và 5 chỉ tiêu vượt. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 31.887 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 890 triệu đô la, thu ngân sách nhà nước đạt 6.700 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,5%. Đến nay, đã có 61 xã đạt chuẩn và 3 địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới gồm thành phố Châu Đốc, thành phố Long Xuyên và huyện Thoại Sơn. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, số vụ phạm pháp hình sự giảm 6,89% so cùng kỳ, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Trên cơ sở các kết quả đạt được trong năm 2019, năm 2020, tỉnh đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7 đến 8%. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 1 hectare đạt 192 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 930 triệu đô la, thu ngân sách đạt 6.757 tỷ đồng. Để đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở ngành địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, rà soát, tìm ra dư địa tăng trưởng trên từng lĩnh vực cụ thể, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn và những điểm nghẽn để tạo động lực mới cho tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Trong tuần, nhiều đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các địa phương đã đến thăm chúc Tết các cơ quan doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các cơ sở tôn giáo dân tộc và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Tại mỗi nơi đến, đại diện lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội trong năm qua, đồng thời thăm hỏi đời sống các gia đình chính sách, cơ sở tôn giáo, dân tộc, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang và các cơ quan đơn vị. Lãnh đạo tỉnh và các địa phương ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các cơ sở tôn giáo, dân tộc và các gia đình chính sách đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh thời gian qua. Đồng thời chúc các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các cơ sở tôn giáo, dân tộc và các gia đình chính sách hưởng một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc. Qua đó, mong muốn các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các cơ sở tôn giáo, dân tộc và các gia đình chính sách tiếp tục đồng hành cùng đảng, nhà nước, thực hiện tốt các chủ trương phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp mặt báo chí mừng Xuân Canh Tý năm 2020. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng đã thông tin nhanh về thành tựu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và những định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của tỉnh. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ những người làm báo trung ương và địa phương. Qua đó, mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên tiếp tục tập trung tuyên truyền, cổ vũ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang có thêm động lực
phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, phản ánh kịp thời, khách quan, trung thực, chính xác cả mặt tốt, hạn chế của tỉnh trên tinh thần xây dựng, góp phần vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Đại diện các cơ quan báo chí đã chúc mừng những thành tựu mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua, đồng thời gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các sở ngành tỉnh đã tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên tác nghiệp. Thời gian tới, mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh An Giang. Trong tuần, tại khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, Liên đoàn Lao động tỉnh và công ty cổ phần Golden Asia Food tổ chức lễ khai trương cửa hàng tiện ích công đoàn. Cửa hàng tiện ích công đoàn được xây dựng theo mô hình siêu thị mini trên diện tích 150m² với tổng kinh phí đầu tư 700 triệu đồng do tập đoàn Đại Hàn Kim hỗ trợ. Cửa hàng vận hành vào dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cung cấp các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng đa dạng, phong phú, kèm ưu đãi giảm giá từ 10 đến 20% cho đoàn viên người lao động. Tập đoàn Đại Hàn Kim cũng cam kết về chất lượng, giá cả các mặt hàng bán tại cửa hàng tiện ích công đoàn, thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước và các quy định của cơ quan hữu quan về kinh doanh. Trong tuần, Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Châu long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận trở thành đô thị loại 3. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Châu Quỳnh Quốc Thái đã ôn lại lịch sử hình thành của vùng đất Tân Châu, đồng thời khái quát những thành tựu của thị xã trong 10 năm qua. Năm 2008, Tân Châu được công nhận đô thị loại 4 theo quyết định số 02 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và được thành lập thị xã theo nghị quyết số 40 ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền thị xã Tân Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững trên các mặt đời sống, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, gắn với thực hiện quyết định 1659 ngày 7 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020. Đến nay, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đô thị Tân Châu đã đạt kết quả quan trọng, được Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận trở thành đô thị loại 3 theo quyết định số 1060 ngày 19 tháng 12 năm 2019. Trong tuần, tại công trường Trương Nữ Dương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban chỉ đạo thành phố Long Xuyên tổ chức lễ phát động chiến dịch và lễ hội Xuân Hồng năm 2020. Từ năm 2017 đến nay, toàn thành phố tiếp nhận hàng ngàn đơn vị máu, kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước, vượt chỉ tiêu tỉnh giao hàng năm. Riêng năm 2019 đã vận động tiếp nhận trên 3.000 đơn vị máu. Thực hiện chiến dịch năm 2020, địa phương phấn đấu vận động hơn 1.200 người tham gia, tiếp nhận 500 đơn vị máu trong ngày hội. Trong tuần, Sở Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2020, Sở Tài chính đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công theo hướng an toàn, bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban ngành tỉnh và các địa phương tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chặt chẽ, kiểm soát chi hiệu quả trong phạm vi nghị quyết Hội đồng Nhân dân các cấp giao. Đồng thời giao nhiệm vụ thu ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và cơ quan cấp dưới, đảm bảo không thấp hơn dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Triển khai đầy đủ quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Phấn đấu tổng số tiền nợ tại thời điểm 31 tháng 12 2020 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu trong năm 2020. Chương trình điểm tin 24/7 của Bắc Giang Online đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.